liền có thể đổi lấy 20 vạn đồng liên bang. 50 vạn đồng liên bang bất quá chỉ là hai cái mỏ vàng huy chương. Văn thiết tại trong kim loại hiếm bên trong giá cả không tính quá cao, nhưng muốn mua được 1 mét khối bình thường kim loại hiếm cũng cần hai cái mỏ vàng huy chương đi, mà 1 mét khối bình thường kim loại hiếm có thể rèn đúc ra mấy chục cân thiên rèn kim loại cũng không tệ rồi. Linh rèn còn phải lại lần tinh luyện, còn có xác suất thất bại. Tính được cái này 50 vạn đồng liên bang cơ hồ liền là giá vốn. Đối với bình thường thợ rèn tới nói hẳn là như vậy. Trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy, người phía sau lại khí thế bất ngất trời nghị luận lên. Phòng đấu giá bên trên lại có linh rèn kim loại, cái này quá là hiếm thấy đi, không tiếc tại đại giới cũng muốn bắt lại tới. 100 vạn, cái thứ nhất ra giá người vậy mà trực tiếp liền đem giá cả gấp đôi, một tháng liền bỏ đi là mình vô ý nghĩ trong lòng. Hắn vô ý thức mà quay đầu nhìn thoáng qua, thấy chính là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn một đám người. 100 vạn dĩ nhiên không phải giá cuối cùng, chẳng qua là mới bắt đầu, những người đấu giá dồn dập ra giá. Khối này linh rèn văn thiết giá cả cấp tốc tăng lên, mãi cho đến vượt quá 150 vạn đồng liên bang về sau, giá cả mới dần dần ổn định trở lại. Một khối linh rèn kim loại có thể bán nhiều tiền như vậy sao? Phải biết rằng tại vòng đấu giá bên này, một viên màu tím huy chương tối đa cũng liền có thể đổi đến 400 vạn đồng liên bang. Linh rèn kim loại như thế đáng tiền sao? Đống Thiên Thu lúc này đụng phải hắn một thoáng rồi hỏi. Lam Minh Vũ mờ mịt nói, ta cũng không biết. An Bội Kiểu nói, rèn đúc cái nghề nghiệp này là phi thường nhỏ, chúng ta mà lại đẳng cấp cao kim loại hiếm tại trên phi trường mãi mãi cũng là công không đủ cấu. Cơ hồ hết thảy đẳng cấp cao hồn đạo khí đều là dùng kim loại hiếm trở đến chế tác, mà kim loại hiếm phẩm chất thường thường sẽ quyết định đồ vật bản thân giá trị. Các ngươi học tại học viện Sử Lai Khắc, một thành viên nhất định biết đấu khải, cũng nhất định là phải có được đấu khải. Chế tác đấu khải liền cần kim loại hiếm, đẳng cấp càng cao đấu khải đối với kim loại hiếm yêu cầu cũng càng cao. Chế tác cờ giáp cũng là như vậy, xa xỉ nhất cờ giáp liền là toàn thân đều là đẳng cấp cao kim loại hiếm. Kim loại hiếm đến linh sản cấp độ này, đem có thể là phi thường cường đại bản thân chữa trị năng lực. Nếu như chế tác ra cờ giáp kim loại hiếm bản thân có năng lực hồi phục, vậy thì dạng này cờ giáp là cỡ nào cường đại tồn tại. Còn có rất nhiều hồn đạo khí hạch tâm pháp trận cũng cần dùng kim loại hiếm chế tác. Kim loại hiếm đẳng cấp càng cao, pháp trận hiệu quả sẽ là càng cao, mà lại cũng càng bền. Cho nên các người ngẫm lại hẳn là có thể hiểu rõ đẳng cấp cao kim loại hiếm là cỡ nào chịu hoan nghênh. Liên bang thợ rèn hiệp hội địa vị thậm chí là có khả năng sát vai với cờ giáp sư hiệp hội. Chỉ là nguyên nhân này mà tuyệt đại đa số cao dài thợ rèn đều là do thợ rèn hiệp hội thống nhất quản lý. Đẳng cấp cao kim loại hiếm nơi phát xạ bị lũng đoạn cho liên bang thống nhất điều phối. Muốn thu hoạch ra được đẳng cấp cao kim loại hiếm đã không phải là có hay không vấn đề tiền. Đấu giá hội bên trên xuất hiện ra nhiều thế lớn, nhất là khối linh rèn kim loại, sao có thể không bị tranh đoạt? Các người này hãy chờ xem, giá cả khẳng định vượt qua 200 vạn. Quả nhiên ngay tại An Bội Cửu nói ra thời điểm này, Vân Thiết cạnh tranh đã đột phá tới 200 vạn đồng liên bang. Thợ rèn chính mình bán không được sao? Đó cũng không phải là có thể kiếm càng nhiều tiền, tại sao phải chờ liên bang? Lam Minh Vũ nghi hờ hỏi. An Bội Cửu nói, bởi vì là trở thành cao dài thợ rèn quá khó khăn. Một tên thợ rèn nghĩ được đột phá tới linh rèn loại tầng thứ này cần hao phí kim loại hiếm vô số kể. Người bình thường thế nào gồng gánh nổi, sau lưng đều cần vốn liếng duy trì, cho nên cao dài thợ rèn cơ hồ đều là bị chuyên môn bồi dưỡng ra được. Ký kết hiệp nghị, rèn đúc vật phẩm chỉ có thể bán cho phía đầu tư, các thế lực lớn cơ hồ đều là có chính mình bồi dưỡng thợ rèn, nhưng đẳng cấp cao kim loại hiếm vẫn như cũ không đủ dùng, không có nó dùng thời điểm. Thử nghĩ xem chúng ta nếu có đủ nhiều đẳng cấp cao kim loại hiếm, còn có thể nào chế tạo ra chiến hạm đây? Dĩ nhiên thì đó là không có khả năng, bởi vì hiện tại liền chế tác ra cơ giáp cần đẳng cấp cao kim loại hiếm đều còn thiếu rất nhiều. Dùng bách rèn kim loại chế tác ra cơ giáp cũng là màu tím trong cơ giáp tinh phẩm, nếu như là dùng thiên rèn kim loại chế tác cơ giáp, thậm chí là có khả năng đi đến màu đen cấp độ. An Bội Kiểu lúc này sảng này chút đối với Lam Huyền Vũ rất hữu dụng. Thợ rèn nghĩ muốn tăng lên, cầu đại lượng tài nguyên dĩ nhiên chính là kim loại hiếm, mà Lam Huyền Vũ đã có điều kiện như vậy, cho nên hắn lúc trước dự định dựa vào rèn đúc tới thu hoạch được tiền bạc kế hoạch là không có vấn đề. Cuối cùng thì khối này Vân Thiết dùng 226 vạn đồng liên bang giá cao đánh giá, xem như nhấc lên trên hôm nay đấu giá hội một cái tiểu cao chiếu. Sau đó lại có mấy món vật đấu giá bị lấy ra đấu giá, nhưng lại không có nhấc lên trên gợn sóng quá lớn.
Tiếp xuống chính là chúng ta hôm nay đại chủng vật đấu giá. Chúng ta đã giới thiệu qua nhiều lần mà tài tượng quản thiền tương tại trong liền bang đối đãi. Lần này liền không lãng phí thời gian nữa. Phía dưới có mời chúng ta học viện sửa lại các thần cấp các phó các chủ, sinh mệnh học phái người cầm lái, đặt lên móng nhân thụ lão, mang theo thần khí cùng với mọi người gặp mặt. Toàn trường lập tức lại tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem đài. Thần khí muốn xuất hiện, An Bội Kiểu lúc này cũng hai mắt tỏa sáng, đây chính là Bạch Ngân Long Thương. Một đạo lục quang lóe lên, râu tóc bạc trắng thụ lão cởi híp mắt xuất hiện xa tại đài đấu giá phía trên. Thấy thụ lão, La Minh Vũ lúc này lập tức cảm thấy rất là thân thiết. Thụ lão lúc trước đưa tặng chính mình ra hắn như ý, sự giúp đỡ này dành cho hắn rất lớn, điều này cũng làm cho hắn đối với sinh mệnh học phái sinh ra cực lớn hào cảm. Thụ lão vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong phòng đấu giá sinh mệnh khí tức lập tức liền trở lên trên nồng đấm. Tất cả mọi người không tự giác được mà an tĩnh lại, nhìn chăm chú lấy thụ lão. Ta đại biểu cho học viện sửa lại khác hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Ngân Long Thương đúng là hàng không bán, cho nên hôm nay chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến vạn ức, đoán chừng ngày mai lại sẽ có dư luận công kích chúng ta, có điều không quan hệ, ai bảo lã già ta mặt dày đây. Thủ lão Khôi Hải bước ra, vạn ức, Bạch Ngân Long Thương giá cả tăng lên tới vạn ức đồng liên bang, mọi người tại không biết lên khóc hay cười nổi đây. Không khí không hỏi khít sâu một hơi, học viên sửa lại khác thậm chí là nắm Bạch Ngân Long Thương lấy ra khoe khoang. Thủ lão than nhẹ một tiếng rồi nói, Bạch Ngân Long Thương chuyên chủ nhân chúng cùng với chúng ta học viện sửa lại khác có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Kiện thần khí này một mực bị thu giấu ở trong học viện, hôm nay biểu hiện ra về sau, đem bị thu hồi lại học viện, mọi người mời xem. Nói xong, thụ lão lưng tay phải lên, lòng bàn tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh biếc. Trong vầng sáng quang vân này, xin màu sắc rất sâu, phảng phất có một cái không gian độc lập tại chậm chậm mở ra giống như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh bằng linh xảo chui xa, lặng yên không một tiếng động rơi vào thụ lão trong lòng bàn tay. Đó là một cây trường thương màu bạc, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhìn qua giống như là dùng bình thường màu bạc kim loại rèn đúc mà thành đồng sáng, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Có thể là tại nó xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong phòng đấu giá không khí giống như cũng phát sinh ra biến hóa, giống như trở nên xem xét. Lam Hiên Vũ lúc này trợn mắt mà nhìn, bởi vì hắn thấy cái kia cán trường thường màu bạc chung quanh có vô số nguyên tố. Người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể thấy rõ ràng, nguyên tố có màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu bạc, màu đen, màu vàng, 7 loại màu sắc nguyên tố bao quanh trường thương màu bạc, hoàn hồ nhảy nhót lấy. Cái này là thần khí sao? Thụ lão mỉm cười nhìn trường thương trong tay, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên Bạch Ngân Long Thương không khỏi vì đó run lên, xung quanh nó nguyên tố trở nên bắt đầu cuồng bão. Chuyện gì vậy? Thụ lão ánh mắt ngừng tụ, trên thân đột nhiên phát ra hào quang màu xanh biếc, cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức hướng Bạch Ngân Long Thương mạnh vọt qua, mong muốn áp chế cái này chẳng biết tại sao xuất hiện ra dị thường thần khí. Ngay lúc này, một đạo tối hồng sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, liền ở sau lưng của thụ lão, hai đạo hào quang màu đỏ sậm đang xen tràn ra. Dùng thụ lão thực lực, hắn cũng là tại trong cái kia hai đạo hào quang màu đỏ sậm cận thân ở trong nháy mắt đó mới cảm thụ được. Nhưng hắn lúc này đang toàn lực áp chế Bạch Ngân Long Thương, đã có một chút không kịp ngăn cản hào quang màu đỏ sẫm, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự đem trong tay Bạch Ngân Long Thương trở lại đâm ra, trái mắt ngân quang lóng lánh, tại sinh mệnh khí tức rớt vào phía dưới, Bạch Ngân Long Thương mũi thường lấp lánh. Cong một tiếng, giòn vang âm thanh biến trong, thủ lão ở sau lưng một cái màu đỏ sẫm vòng xoáy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Một cỗ cực mạnh hấp lực ở trong nháy mắt này xuất hiện, kéo túm lấy thụ lão, lại muốn đem hắn hút vào trong cái kia ở trong lực xoáy. Cái kia vòng xoáy hấp lực thật sự là quá mạnh, đến mức ở phía dưới cạnh tranh trên ghế tất cả mọi người là bị hút, bay về phía cạnh tranh đài. Ai có thể nghĩ tới lại có thể có người dám ở thành sửa lại khác thủ động, đây là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ra hình tình huống, mà lại người tới thực lực cường đại, để cho người ta kinh hãi. Phải biết rằng thụ lão là hải thần các phó các chủ, hơn nữa chính là sinh mệnh học phái người cầm lái, thực lực có thể cực kỳ là khủng bố, là chân chính thần cấp cường giả, cũng là học viện sửa lại khác vài vị đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn đồng thời còn là vĩnh hằng chi thụ thủ hộ giả, tại thành sửa lè các phạm vi bên trong, hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ vĩnh hằng chi thụ lực lượng, đây cũng là vì cái gì học viện yên tâm khiến cho hắn mang theo Bạch Ngân Long Thương trước tới đấu giá.
Thế nhưng mà người đánh lén này bộc phát ra lực lượng chiến đấu thật sự là quá mạnh. Lưỡi tay cầm của Bạch Ngân Long Thương tình huống phía dưới, thủ lão lúc này vậy mà hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Thủ lão hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên sinh ra sợi rễ, toàn thân đều biến thành một mảnh màu xanh biếc. Ha hất đầu, sợi râu tung bay, hóa thành từng sợi thô to dây leo bắn ra, đem bay đến trên không trung người dồn dập cuốn lấy, không để cho bọn hắn bị phía sau hắn vọt xoáy đi.